Xin chào tất cả các em, anh xin tự giới thiệu, anh là Nguyễn Xuân Tuyên, anh đến từ Thanh Hóa và hiện nay anh đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y Hà Nội. Hôm nay anh sẽ xin giới thiệu các em về phương pháp giải toán các bài toán phần ứng thủy phân của các tích và các vấn đề liên quan đến bài của các tích. Và đầu tiên này, khi bước vào bài giảng, anh sẽ nhắc lại kiến thức của các tích để các em nắm vững hơn về peptide, nhất là về liên kết peptide. Liên kết peptide là liên kết giữa nhóm CO và nhóm NH của hai đơn vị alpha amino acid. Liên kết peptide là liên kết giữa nhóm CO NH giữa hai đơn vị alpha amino acid. Các em nhớ rằng đây là giữa hai đơn vị alpha amino acid. Đây là điểm khác biệt giữa peptide và các giữa liên kết giữa nhóm CONH trong peptide và giữa CO liên kết giữa ONH trong các tơ ni lông. Và thứ hai là về peptide. Peptide là hợp chất hữu cơ chứa từ 2 đến 50 gốc alpha amino acid liên kết với nhau bằng liên kết peptide. Và peptide thì thường chia thành hai loại, đó là polypeptide và oligopeptide. Oligopeptide thì chứa từ 2 đến 10 gốc alpha amino acid, còn polypeptide thì chứa từ 11 đến 50 gốc alpha amino acid. Bây giờ anh sẽ đi vào phản ứng về peptide, ví dụ công thức tổng quát của peptide là NH2RCHRCONHCHRCO và cuối cùng ở đây đó là nhóm COH. Và đầu này thì được gọi là đầu C, và đầu này là đầu N, là đầu C và đầu N của peptide, và nó liên kết với nhau theo một trật tự nhất định. Bây giờ các anh sẽ nói về phản ứng thủy phân của peptide. Thì phản ứng thủy phân của peptide thì có hai loại, đó là phản ứng thủy phân hoàn toàn và thủy phân không hoàn toàn. Thứ nhất là về thủy phân hoàn toàn. Thủy phân hoàn toàn đó là phản ứng, đó là các peptide thì bị thủy phân trong môi trường axit hoặc là bazơ xúc tác là nhiệt độ thì bị thủy phân hoàn toàn ra các alpha amino acid, không chứa các peptide hay là chứa các liên kết peptide. Thủy phân không hoàn toàn thì khi các peptide bị tác dụng của các xúc tác của axit và bazơ và nhiệt độ thì peptide bị thủy phân không hoàn toàn thì có thể thu vào bộ lọc sau và đứng thì gồm các dipeptide, tripeptide hay là các peptide chứa các liên kết peptide và cả các alpha amino acid nữa. Đó là phản ứng thủy phân không hoàn toàn. Về phương pháp giải bài toán phản ứng thủy phân của peptide thì thường áp dụng đó là phương pháp đó là bảo toàn khối lượng là khi bảo toàn khối lượng để tính được khối lượng nước khi biết khối lượng các peptide tham gia phản ứng và khối lượng các chất được sinh ra, và áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính các khối lượng muối khi cho các peptide phản ứng với các axit như HCl hay là H2O4. Về bây giờ chúng ta đi vào, trước khi đi vào các ví dụ thì ta sẽ học tính nhanh tính khối lượng mol phân tử.
lớn của các peptide, ví dụ cái tính tính khối khối lượng mol phân tử của peptide tetrapeptide của alanin, mình suy ra suy ra mờ lớn của tetrapeptide của alanin sẽ bằng 4 lần tetra là 4 nhân với mờ khối lượng của alanin, khối lượng của phân tử mờ lớn của alanin là bằng 89 trừ đi 3 lần khối lượng mờ lớn của nước là bằng 18 và bằng ở đây nó là bằng 302. Và bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em để cụ thể hơn về các phản ứng dị hơn nữa, tí anh sẽ đưa ra các ví dụ. Đầu tiên là ví dụ đầu tiên là đun nóng. Ví dụ 1, đun nóng mờ gan hỗn hợp gồm amon tetrapeptide mạch hở và 2 amon tripeptide chia tiết mạch hở y với 0,15 mol HCl thu được dung dịch A để cho dung dịch A tác dụng vừa đủ với 0,75 mol NaOH và thu được dung dịch B và cố cạn dung dịch B thì thu được 75,375 gam chất rắn. Và bây giờ là tính mở và biết là các peptide này thì được tạo ra từ các alpha amino acid và đều là mạch hở và chỉ gồm một nhóm nhóm amin NH2 và một nhóm carboxy là COOH. Bây giờ khi đọc đề thì chúng ta cần phải phân tích ở đây đó là đun nóng tetrapeptide và tripeptide. Ở đây là các peptide thì trong môi trường acid thì chúng bị thủy phân ra các thu được các alpha amino acid, sau đó thu được cái dung dịch A đấy, người A cũng tạo amino acid lại tác dụng với NaOH, thì tác dụng với NaOH thì thu ra được các muối của alpha amino acid. Và cái dung dịch B này cần phải xác định là B, chất rắn B ở đây là gồm có hai muối, đó chính là muối của alpha amino acid và muối của NaCl. Khi bắt đầu vào thì đầu tiên là giải đầu tiên là ta gọi cái alpha amino acid cấu tạo nên các peptide ở trên trên là X và X ở đây là chỉ có một nhóm COOH và một nhóm NH2 và là mạch hở, thì ta có số nhân vô ta có tetrapeptide là gồm có 4 mắt xích amino acid đấy hoặc là gồm 3 liên kết peptide. Tetrapeptide thì khi vì tetrapeptide là 4 thì phản ứng sẽ cộng với 3 lần nước
để sinh ra 4 lần 4 4 lần 4 alpha amino acid. Và ở đây là amon thì đây là 3A và ở đây là 4A. 4A molic, đúng không? Và đến hai là trivertip. Trivertip thì trivertip là ba, có 3 acid alpha nước và có hai những cái peptide thì sẽ cộng với hai lần nước để sinh ra 3 lần gốc alpha amino acid. Và ở đây là 2A thì đây là 6A. Tổng cộng chúng ta có sẽ có là 10 lần amon. Amon X. 10 lần amon X ở đây là 10 A lần mol alpha amino acid X. Và X có công thức tổng quát là NH2 CH R COOH. Và thứ nhất là khi bây giờ ta sẽ được là khi được mạch thở y thì khi nó thủy phân ra một lượng x sẽ tác dụng với x sẽ tác dụng với 0,15 mol HCl. Mol HCl thu được dung dịch A. Dung dịch A lại tác dụng cộng với A tác dụng với 0,75 mol NaOH. Này thu được dung dịch B. Thì đang cô cạn thì thu được 75,375 gam chất rắn. Để đơn giản bài toán là khi nếu như chúng ta gặp các alpha amino acid mà tác dụng HCl mà được cái dung dịch nào đó sau lại tác dụng với dung dịch NaOH thì chúng ta có thể coi như bài toán có thể quy về bài toán như đó là dung dịch ban đầu gồm có alpha amino acid X và acid HCl và theo alpha acid X là 10 amol và HCl là 0,15 mol. Hỗn hợp này tác dụng với 0,75 mol HCl mol NaOH để thu được dung dịch B. Chờ, từ đây suy ra vì đây là phản ứng NaOH, đây là phản ứng NaOH vừa đủ thì dung dịch B sẽ thu được đầy đủ có muối của amino acid đó là NH2 CHR COONa và muối NaCl. Và theo đây vì phản ứng vừa đủ nên là cái này là 10 amol và cái này là 0,15 mol. 0,15 mol. Bây giờ ta tính là thu được 75,375 gam chất rắn, tức là gồm có hai cái này. Nhưng mà trước tiên để ta phải tính được A, vì phản ứng NaOH vừa đủ thì suy ra số mol của X là bằng 10 A thì bằng 0,75 trừ đi 0,15 mol và bằng 0,6 mol. Suy ra A sẽ là bằng 0,06 mol. Bằng 0,06 mol. Bây giờ ta sẽ dựa vào khối lượng chất rắn thu được để ta xác định được R. Bây giờ thì ta có M của B sẽ là bằng chất rắn D sẽ là bằng cái M lớn của cái muối alpha amino acid X này sẽ là bằng R cộng với 10 cộng với 29 cộng với 67 nhân với 10 nhân với A cộng với 58,5 gam, đây là khối lượng mol của NaCl nhân với 0,15 mol và bằng 75,375 gam chất rắn. Thay A bằng 0,06 vào thì suy ra R cộng 29 cộng 76 67 nhân với 0,6 cộng với 58,5 nhân với 0,15 bằng 75,375 gam. Từ đây suy ra R, ta tính được R bằng 15. Như vậy cái alpha amino acid X
X là chính là alanin, có công thức là NH2CH CH3COOH. Bây giờ yêu cầu của đề bài, yêu cầu đề bài cuối cùng đó là phải xóa cái điểm này đi. Yêu cầu của đề bài cuối cùng đó là để tính m, m là hùng vô của pk vectic mạch của x và chi vectic mạch của y. Thì thứ nhất là pk vectic, ở đây là pk vectic của alanin, thì ta tính m của pk vectic theo công thức anh đã dạy ban đầu, thì m của theta vectic là của vùng 4 mắt xích, 4 mắt xích alpha amino acid và vùng có 3 liên kết. 3 liên kết gồm có 3 liên kết vectic thì m sẽ là 4 lần m của alanin. Alanin mx ấy trừ đi 3 lần m của nước. Và chúng ta tính được bằng 300/2. Và m của bây giờ là m của chi vectic. Peptide là gồm có 3 mắt xích alpha amino acid sẽ bằng 3 lần m của alanin hay là m của x trừ đi 2 lần m của nước và ta tính bằng 231. Đây chia ta tính được chia ta tính được yêu cầu ta tính được m và m sẽ là bằng m của tetra peptide là bằng 302 có 3 amon, amon là A1006 cộng với 231 là m của chi vectic nhân với số mol là bằng 0.06 nhân 2 bằng 0.12 và kết quả cuối cùng là 45.84 gam. Đây là m, đây là khối lượng m cần tìm cuối cùng. Và bây giờ anh sẽ sang ví dụ 2 để các em hiểu thêm. Ví dụ 1, anh chỉ cần lưu ý các em là khi các peptide ở trong môi trường axit hoặc bazơ và khi được đun nóng thì nó sẽ thủy phân, đây là phản ứng thủy phân hoàn toàn và thủy phân cho các alpha amino acid, sau đó nó sẽ làm các alpha amino acid thì có tính lượng tính, nó vừa gây tác dụng với HCl và tác dụng với NaOH. Và đây là anh sẽ làm ví dụ 2 để các em đấy, đó là thủy phân hoàn toàn. Được cấu tạo từ một phân tử alpha amino acid mạch hở có một nhóm COOH và một nhóm NH2 amino acid A ấy. Thì mạch hở đấy có một nhóm NH thì thu được thì bằng lượng dung dịch bằng lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng cần dùng, gấp đôi lượng cần phải ăn. Nó khô cạn cái dung dịch thu được, thu được chất rắn tăng so với khối lượng của x. Khối lượng x đây là khối lượng x ban đầu, x là 30.2 gam. Sau đó một ý thứ hai của đề bài đó là thủy phân m ga x trong axit và thu được 28.48 ma, đây là phản ứng thủy phân
2 gram Trivertip. Đây cũng là Trivertip của à. Xin lỗi. Chúng ta đọc đề thì ta bắt đầu ta phân tích đề. Thứ nhất là khi ở đây là cùng phản ứng thủy phân của peptide, và phản ứng thủy phân của peptide này thì ở ý đầu của bài toán thì phản ứng này đó là phản ứng hoàn toàn, thủy phân hoàn toàn, và sau đó thì tác dụng với NaOH và thu được chất rắn cô cạn, thu được chất rắn, và chất rắn này tăng so với khối lượng của X là một lượng bằng 30,2 gram. Thì hết ý đầu thì ý thứ hai đó là phải thủy phân X bằng 2 gram thủy phân X trong thu được thủy phân hoàn toàn, thu được các diuretic và triuretic, và yêu cầu bài toán ở đây là tính M. Nếu tính được M ở ý thứ hai của bài toán thì chúng ta phải xác định được đó là peptide X ở đây đó là peptide của alpha aminosid nào, và là peptide này là D hay là G hay là theta hay là beta peptide. Bây giờ để làm bài toán thì chúng ta bắt đầu. Thì theo bài thì cái peptide này được cấu tạo từ A, thì gọi cái công thức tổng quát là peptide X là từ A và là peptide được gọi là công thức tổng quát là N cộng với N trừ 1 lần nữa để sinh ra N lần A. A đây là các peptide, A là alpha aminosid để chịu một nhóm chéo NH2 và là mạch mở. Và theo đề tài thì ở đây là 0,1 mol, thì đây sinh ra đây là 0,1 n mol và đây là 0,1 nhân với n trừ 1 mol. Đây là cái phản ứng là cứ tiếp tiếp thì có n cái mắt xe alpha nữa thì cần phải cộng với n trừ 1 lần nước để sinh ra n lần cái mắt xích alpha aminosid. Và thứ hai là phản ứng thứ hai là phản ứng từ A, là A được sinh ra để tác dụng với NaOH. A ở đây là có công thức tổng quát này sinh ra đây là muối. Muối là ở đây là trong thì vô cạn thế rồi. Muối ở đây là muối của alpha aminosid. Và cái chất rắn được chất rắn ta phải xác định là chất rắn ở tăng so với khối lượng của X, là chất rắn này là gồm có muối của alpha aminosid và NaOH dư, bởi vì họ cho là NaOH dư là gấp đôi. Ở đây là theo phần ở trên thì ở đây là 0,1 nmol, 0,1 nmol, và ở đây là cũng 0,1 nmol. Bây giờ bài yêu cầu ở đây là họ cho là tăng so với khối lượng X là 30,2 gram, thì chúng ta phải dựa vào cái ý này để chúng ta làm. Thứ hai là khối lượng chất rắn thì chúng ta sẽ tính được ngay khối lượng chất rắn đầu tiên là có trong NaOH. Khối lượng NaOH thì ta tính được ngay vì gấp đôi lượng cần dùng, mà NaOH cần dùng ở đây là 0,1 nmol, thì suy ra MnOH dư cũng chính sẽ là bằng khối lượng số mol NaOH phản ứng bằng 0,1 nmol nhân với M của NaOH là bằng 40 và sẽ bằng 4 n. Tiếp đến là tính của M muối. Đây là M muối của alpha amino acid A đấy. M muối thì chính là bằng M của alpha amino acid A cộng với khối lượng tăng ở đây đó là tăng do thế cái gốc thế hydro bằng natri, hydro trong alpha amino acid bằng natri, thì khi khối lượng muối tăng sẽ là bằng M của A sinh ra cộng với 22 lần là do 23 trừ 1, nó là do thế natri bằng hydro ở trong này và nhân với mol phản ứng đó là 0,1 nmol và bằng MA ở đây thì ta tính theo khối lượng X, bởi vì ở đây là tăng thì ta phải cần phải theo một ẩn theo X để chúng ta có thể triệt tiêu được. Và thứ hai ở đây là M của MA ở đây theo định luật bảo toàn khối lượng thì MA đây sẽ là bằng ở đây là chính là X bằng M của X cộng với khối lượng nước. Khối lượng nước ở đây là bằng 0,1 nhân với N trừ 1 nhân 18 và cộng với 22 nhân với 0,1 N suy ra là bằng MX cộng với 1 N, đây là cộng với 4 N và trừ đi 1,8. Chia M với chất rắn là M chất rắn B thu được, chia là M của B
là cộng của 2 cái m nó dư bằng m của mối lại thì ra sẽ là bằng m của x cộng với 8n trừ đi 1,8. Vì theo đề bài là tăng so với khối lượng x mà m khối lượng tăng so với khối lượng x đó là bằng chính là mx. Theo giả thiết thì ta suy ra cái mx này cộng với 8n trừ 18 là khối lượng cho đơn b trừ đi khối lượng x ban đầu thì bằng 30,2. Đây suy ra thì x giật theo cho x thì suy ra thì ở đây chỉ n chỉ còn 4. Là vòng 4 ở đây các em cần lưu ý là 4 là 4 vòng 4 basic amino acid A ấy. Và ở trong này thì chỉ có 30 cái peptide thôi, không cần phải lấy, không là cẩn thận, không là sai cũng này. Khi n bằng 4 thì suy ra ở đây suy ra x là tetrapeptide, x là tetrapeptide. Và khi anh thì đề bài cho khối lượng, đây là khối lượng và đây là số mol thì ta suy ra, và theo đề bài thì ta có là m của x bằng 30,2 chia cho 0,1 thì bằng 302 m. Ở đây là chỉ có cấu tạo từ x là chỉ có cấu tạo từ một gốc alpha, từ một phân tử alpha meoxid mà là tetrapeptide. Từ đây là có thể suy ra được, có thể tìm được ra luôn đó là a chính là alanine, a bằng chia ta tính được cái gốc a có phân tử khối là bằng 89 thì chữ đó chính là alanine. Alanine có công thức cấu tạo luôn, đó là NH2, CH, CH3, COOH. Như vậy chúng ta đã tìm được x là tetrapeptide của alanine. Bây giờ ta sẽ có phản ứng tùy phân không hoàn toàn của tetrapeptide alanine trong môi trường axit. Thì phản ứng tùy phân không hoàn toàn thì nếu mà x là tetrapeptide ta ký hiệu là a là 4 lần cho cộng ta thủy phân ra thì ở đây là ở trong bài này là thủy phân ra gồm có cả tetrapeptide, dipeptide và cả của alpha meoxid. Nếu mà thủy phân ra tetrapeptide là ta ký hiệu là a ba thì tất nhiên là thủy phân ra tetrapeptide thì còn lại sẽ chính là amino acid. Và ta tính được a ba ở đây là số mol của tetrapeptide. Số mol của tetrapeptide ở đây là bằng tetrapeptide mà ta đã biết tính khối lượng của tetrapeptide của alanine. Alanine thì tetrapeptide thì m lớn của tetrapeptide của alanine sẽ bằng 3 lần m lớn của alanine và trừ đi 2 lần m của nước là bằng tetrapeptide thì tetrapeptide của m tetrapeptide này thì tính là bằng 231. Thì suy ra ta tính được tính là số mol của A3 thì bằng 27,72 chia cho m lớn. Theo cách tính ở trên thì tetrapeptide tính là bằng khoảng 0,12 mol. Thì suy ra đây cũng bằng 0,12 mol và đây cũng 0,12 mol. Phản tiếp theo đó là phản thủy phân của của tetrapeptide. Phản ứng thủy phân ra dipeptide. Phản ứng thủy phân dipeptide thì nếu mà thủy phân ra dipeptide thì chắc chắn đó là thủy phân ra hai gốc dipeptide, đó là hai lần gốc lần A2. Thì thủy phân dipeptide thì nếu thủy phân hoàn toàn thì cứ lấy 4 thủy phân thì có 4 axit thì thủy phân 2 axit thì còn lại 2 axit thì bài này là dipeptide thì cũng có hai cái peptide là dipeptide. Và ta tính được số mol của dipeptide là bằng 32 lần. Thì bằng tính của m của dipeptide thì phần ở đây gồm có hai gốc alpha amino acid alanine thì bằng 2 lần m lớn của alanine trừ đi m nước và là bằng 160. Và ta lấy 32 thì chia ra ta được 0,2 mol thì chia 2 ra